Mến chào các bạn, đây là nông cơ Vũ Văn Bự ở tại là ngã ba Bình Lộc Cua Heo Long Khánh Đồng Nai. Hôm nay mình hồi 3 giờ mình đi qua, mình 2 giờ mình qua mình không thấy, mà 3 giờ mình lại thấy xuất hiện ba chiếc xe này. Bây giờ là 5 giờ rồi, mình ghé vô mình quay phim thử xem coi xe đồ về sao. Chào em. Sao kêu em kêu chú? Cháu ơi, xe này mới về hả? Về mấy chiếc? 3 chiếc. Ủa sao chú đếm 3 chiếc mà chú quên, chú làm bộ chú hỏi. Như vậy rồi cái đợt hàng này, cái lô hàng này nó mắc không? Nó từ 10 triệu tới 15 triệu chú ơi. 10 triệu tới 15 triệu một chiếc. Như con này mấy cầu trong? Con này nó không có cầu, nó có V-Sai. V-Sai đây. Nó có ben không? Dạ có ben. Con này là có ben. Dạ, có cầu, có ben. Có V-Sai, có ben. Cháu có thể nhảy xuống chú dở chú xem cái máy tí được không? Rồi dở cái máy lên xem coi. Đây. Là cái này nó có V-Sai. Đúng rồi. Có ben. Có ben. Có đồ luôn. Nổ máy được chưa? Dạ chưa được chú. Tại mới về chưa làm kịp. Mới về hả? Sao máy đây bán đắt hàng dữ vậy ta? Về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu vậy? Là từ 10 đến 15 triệu. Đúng rồi. Cho con ba con này trong ba con này. Còn con kia? Con kia bán rồi hả? Con kia chưa bán rồi. Chưa bán hả? Con đó từ 20 cho tới 30. Con đó từ 20 triệu trở lên. Còn con này là 10 đến 15 triệu. Đúng rồi. Con hai cầu. Hai cầu. Có ben không? Không ben. Ở đâu? Đây hai cầu đây. Còn này. Này là nhanh chậm. Nhanh chậm chứ. Số này. Hai cầu vừa có V-Sai luôn. V-Sai. Hơi vậy. Công tắc đây. D. D hả? Cái này có đề. Đúng rồi, có đề. Bốn cầu nè, ở bốn nè. Đây. Nó xài V-Sai bốn cái luôn rồi. Rồi cái này là bốn cầu. Ô, 4W à. Là 4 cầu. Có V-Sai. Mà có biết giá, có biết giá từng con không? Dạ không chú ơi. Vậy. Con này là có 3 giá khác nhau. Con nào rẻ nhất? Rẻ nhất hả? Con này là có ben, con này 2 cầu, con này không ben. Có ben, 2 cầu, không ben. Con này không ben thì nó có V-Sai thôi. Nó đâu, đâu có mấy tấm chắn sâu đâu. Có hết hả? Rồi. Rồi, coi cái máy coi. Máy ổn về chú ơi. Hả? Máy ổn về. Tầm xéo. Mà cái này mình về mình chưa làm gì hết hả? Dạ, cái này về phải rửa dọn là hết hết. Nổ đã hả? Đâu cháu dở cái máy này lên chú xem thử coi, mày ngồi hoài đó vậy. Đây. Nó còn chưa vậy ta? Dạ. Con này cái máy xăng này nó có đề luôn. Nó có đề. Đây đề nè. Dạ đề ngoài rồi. Đề nè. Đây đây nè. Ngoài ngoài rồi. Rồi. Thôi, cảm ơn nha. Đây là nông cơ Vũ Văn Bự các bạn nha. Rồi địa chỉ ngã ba Bình Lộc Cua Heo Long Khánh Đồng Nai. Thì có số điện thoại đó, rồi các bạn muốn mua thì điện thoại trực tiếp với lại ông chủ. Rồi cảm ơn các bạn.